là cây nến vàng, mẹ là cây nến xanh, con là cây nến hồng, ba ngọn nến lung linh. Ha ha ha, thắp sáng một gia đình. Vâng, hoan chào đón các thành viên của gia đình VFF Việt Nam đến với hội gia đình 2016 do công ty Việt Mát tổ chức tại du lịch Cam Thánh. Và thông qua chương trình, chúng tôi mong muốn ngày hôm nay chúng ta đến với gia đình với một ngày hội thật vui, và hy vọng rằng chúng ta sẽ có một ngày thật thú vị giữa các gia đình với nhau.